Ê, anh em vừa đi bắt ghẹ ở ngoài biển này. Không, ghẹ vẫn tươi sống luôn. Để cái cho anh trứng. Cái anh trứng. Thôi, lấy đi đâu ra. Đi vào bữa thôi. Chạy cá đuôi, chạy cá đuôi mới chạy đấy. Mày là tình biển. Anh không thấy đâu. Đấy, à, tôi biết đâu, tôi phải đến bữa nhá. Của mình cắt ra. Tụi bên ngoài đấy, để tôi đưa ra để tiêu đâu. Để đi rồi. Đau không thấy. Hiểu thế. Ui giời. Ui giời, em sống luôn. Hay quá. Hay quá. Lắm. Ui ghét này, ghét này. Rồi lấy tóc mình. Có hai anh em vào ngày thì... Anh kia, mình biết được quá rồi đấy. Thấy anh có biết cắt hết ra. À, hai tháng rồi mua bảo sống rồi đấy bán luôn rồi bán rồi đi lại mua đấy cho anh chưa thành công đấy đấy ma phi không chơi 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 mày kẻ lướng rồi. Mày về về lướng tạm với con ăn luôn kìa. Đâu cho ba con đi. Ra ba con đấy. Cho ba con. Ghẹ hôm nay rồi. Hôm nay đừng ghẹ. Ghẹ ai lưỡi lì. Đi bắt cơm một tiếng rồi. Bà con ghẹ. Ghẹ mà chồng nhất đã buồn sẵn rồi. Cắm. Gà cái đây là con cái. Buổi tối là đi bắt ghẹ. Ghẹ sau đi nhá, á tập sút. Vào đây. Tìm tin tin. Ghẹ nướng. Thơm quá. Anh cứ đĩa đây. Bỏ gà lớn mỗi người 2-3 con. Cảnh nhanh chín lắm, đỏ đỏ là chín. Ngoài kia ngửi cái mùi rồi. Còn khỏi quả lá hết đây. Hả? Còn khỏi quả lá hết đây. Đúng không? Đang cưa lại. Một cái xuống thôi. Xuống xong, xuống xong. Xuống xong, mở cái xuống. Để anh mới cho, để anh mới. Đang ngủ mà nó ngửi thêm mùi này nó dậy hết. Đâu, bọn này nó đang tỉnh điện tử ấy đi. Cái khói mới nó kinh trọng lắm. Chưa là con nhỏ ấy. Nó bệnh từ vừa nướng vừa hấp. Bỏ ra lại xem. Sóng nhỏ cũng đưa trên tối đấy. Từng mấy sơ cắn đi. Mày ăn sao mà sức lại ăn. Bọn kia nó bắt được bã số mà. Hôm nay nhiều mà hôm nay lấy đầu tháng là gì đấy? Em ơi, chắc rẻ chắc không bỏ đâu. Đấy là em bảo đấy không bỏ thì đấy nó bán. Nhưng xe kia thuê cho bọn Philippines không? Hỏi bọn Philippines nhỉ? Bọn Philippines là mình lấy cái xe này. Cái xe nào chọn cái này xe 7 chỗ gì?
Không, nó sẽ có bốn chú. Nghĩa hấp Pepsi. Khỏi đó mọi người đã từng cháy ra, từng cháy cháy kem ra. Pepsi. Nó lương cho nó hơn rồi, ngọt cũng mặn quá. Nguyên dưỡng tùy hôn rồi mặn chứ mình. Tay em đỡ chưa? Khỏi chưa? Chưa anh ạ. Máy một rửa các mươi bảy đi thảo chỉ. Cũng có thằng nào đang đợi về mà. Hả? Thằng nào đang đợi về nước sao? Nay họ đuổi về rồi. Đuổi về để vào phòng của đợi vé rồi. Dẫn à? Dần. Gọi gạo lương là món đặc sản này. Cho to điều hòa lên và mở cửa to ra, cửa sổ khói. Mày lườm tao à? Con này lườm mình. Cho khay này rồi thấy cho khay ăn đàng hoàng giờ rồi cho nhé anh bỏ chết đi đâu vậy bây giờ đi đâu mà đóng rồi cái đi quấy rồi kia thôi đó, có này. Mình phó quay chuyên ảnh quay đấy nghĩa hấp Coca Cola xả vào Coca Cola hôm thằng Phi nó xách dây nó bán được nhiều vậy mấy chúng riêng nhỉ? Nó bán cho anh chứ bán được cho anh. Bên kia hai thằng nữa đây. Bên nào? Mang ba tôi bốn túi bán hết rồi. Việt Nam bằng này nghĩa ối tiền. Nó buổi chiều nó gài em rồi. Em nói may còn ghe sống thì bán cho tao con sống. May nó biết may đi bán thôi tổ rồi. Vâng khoe này. Nghĩa hấp Coca-Cola xả. Cháu cho ổn cho vào đầu. Cháu giấu tay dưới tay cho toàn dưới. Đấy, 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 tay thỏ dưới. Chính mẹ. Đấy, đẹo tròn. Rồi, cưa lên. Ăn nhiều bấm đấu quay. Rồi, ăn đi. Đấy. Ôi giời. Bám bộ mấy mưa hóa rồi đây. Ghê đấy. Như này. Mời anh em ăn ghê đấy. Anh dùng vừa làm kiểu à, ăn đi. Ờ ăn đi. Ăn đi. Thôi nhá, xin kết thúc video tại đây nhá. Ăn đây, ăn thì không quay. Quay anh em ngại. Ăn một cái nhà.
xin chào cả nhà nhé.